mình đổ dầu cho thầy được. Đổ được. Đổ được không? Đổ được. Đổ. Em làm được đúng không? Việc. Xin thân mến kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đang làm trong cái công trường này này. Ông quên không để ý đổ dầu, xe hết sạch dầu. Hôm nay thì mình lại phải tiếp tục là đi. Vừa mới mua một can dầu để đây này, bây giờ phải xách lên này đổ kia. Ôi lái máy đã mệt rồi, bây giờ lại còn phải đi đổ dầu nữa. Ai chà. Ôi giời. Chào thầy. Ô, Lộc à? Vâng. Hôm nay lại sang đây chơi à? Hôm nay sang thăm thầy coi thầy làm đâu rồi. Ủa sao hôm nay lại không đi làm à? Hôm nay em làm hết công việc rồi. Thế thôi. Vậy thì ra bên ngoài kia ngồi đi, ra quán nước ngồi trước đi, xong là để anh đổ can dầu xong là anh ra. Thôi việc này để em đổ được, việc này em làm được. Thôi thôi, chân tay sạch sẽ, quần áo sạch sẽ, vậy ai lại bắt chú đi đổ dầu như thế này. Thôi em đổ dầu cho thầy được. Đổ được. À. Đổ được không? Đổ được. Đổ được à? Đây, có bao tay đây này. À, em xin đặt. Đấy, đeo vào. Ê, lâu rồi có biết đổ dầu không? Có. Thế bên đấy người ta đổ hay mình tự đổ? Bên đấy người, bọn em hút bằng can. À, hút hết à? Bằng máy. À bằng máy người ta bơm à? Bên này thì máy bé tí này nên là không có bơm đâu. Hầu như là toàn phải xách can thôi. Lâu lắm không đổ dầu ấy nhỉ? À. Nhưng mà không sao, ngày xưa thấy đi đổ, đi học nghề đi đổ dầu suốt mà. Ô, con máy có thấy không có phễu à? Phễu à? À. Phễu không có luôn. Cũng không có ống hút. Ống hút cũng không có luôn, con này bây giờ toàn chơi đổ trần thôi. À. Có đổ được không? Đổ được. Đâu xem đổ dầu hơn à, thằng này đổ lanh quanh này, đổ hết ra ngoài cho xem này. À, đổ được. Yeah, vậy là vẫn chưa biết đổ dầu, ngày xưa anh dạy đổ là không bao giờ xón ra ngoài tí nào luôn. Lâu ngày rồi chưa đổ thầy ạ. À, lâu ngày chưa đổ. Không phải bơm dầu con này có, nhưng mà thực ra là đưa cho người ta mang đi người ta sửa, nhưng mà đã lấy đâu à. Cứ nó mới hỏng xong lại sửa à. Sửa xong nó lại hỏng. Thì đợt này mà hỏng lần nữa là quăng. Kéo mua cái mới. Ê, lâu lắm không đổ dầu nhưng mà ngại quá. Sang đây à. Chơi anh lại bắt chú đi đổ dầu như thế này. Việc này em làm được. Em làm được đúng không? Việc nhẹ lương cao đúng không? À. Thế ở bên đấy không có việc ở đâu mà đợt này nghỉ suốt rồi. Dạo này em làm xong trường, công trường ở đường xong rồi. Cứ làm sớm là được nghỉ sớm đấy hả? À. Đấy. Đấy, may quá lại này có học trò nó đổ dầu cho. Thực ra đổ dầu như thế này thì nó cũng mất một ít thôi. Nhưng mà mỗi tội dầu nó rơi ra ngoài thì nó hơi bẩn thôi. Cố gắng sửa cái bơm nhanh để bơm cho nó sạch sẽ. Thế thôi, con này chỉ có tầm can hơn, can này làm thoải mái chả bao giờ sợ. Mệt không? Không mệt. Yes, ngon lành. Đấy, đúng không? Đúng chuẩn chỉ luôn như ngày xưa đúng không? Ngày xưa cũng can thiết các bạn. Hình như thiếu cái gì sao? Thiếu gì cả? Thiếu cái gì không? Bơm mỡ. À không, thôi bơm mỡ thì anh bơm chứ ai để chú bơm. Đổ dầu như thế là ok hộ thôi, là... Em bơm mỡ cho thầy thôi. Mỡ không cần phải bơm đâu. Rồi, xong xuôi rồi. Đấy, đi cẩn thận ông trượt. Đây. Thế sao hôm nay sang đổ dầu thôi, có lái thử nữa không? Thôi em xin phép em chuẩn bị em về. Em mày mỗi lần mày sang đây mày cứ sang độ khoảng nửa tiếng hoặc là sang có vài phút ngoài lại là cứ đòi về là sao nhỉ? Em về còn phải đi về nhà, còn phải làm việc ở nhà. À, làm việc ở nhà. Vâng. Thế bây giờ là như nào? Hay là chú bơm mỡ cho anh được không? Được. Nhưng mà thôi, mỡ của anh, xe của anh thì nói thật là anh cũng vừa bơm xong. À. Bây giờ học trò sang đây chơi tự dưng bắt đi bơm mỡ thì nó không hay lắm. À. Thôi vậy thì nhưng mà không có bận, bây giờ có bận gì không? Em không bận lắm. Không bận lắm nhưng mà nay có lái thử nữa không? Không. Không lái thử à? Em về. Này, có uống nước nôi gì không? Thôi. Về á? Thế ngày nào sang đây chỉ được 5-3 phút rồi cứ đòi về suốt như thế này chết. Thế thôi về nhá. À. Là hôm nào sang thì phải bảo trước anh. À. Anh em cà phê cà pháo chứ. Đấy sang đây thằng này sang chỉ đổ hộ can dầu xong đi về. À. Rồi ok. Đấy, hôm nay một thanh niên trẻ học trò mình sang thăm và đổ dầu hộ mình. Đấy, rất là tiện lợi các bạn ạ. Rồi, video của mình ngày hôm nay xin phép kết thúc đây. Kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần tiếp theo.